Xin kính chào các thầy cô giáo. Hiện nay nhiều đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện việc ghi sổ đầu bài trên hệ thống giáo dục điện tử Hà Nội trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều thầy cô giáo cũng gặp những cái khó khăn trong việc ghi sổ đầu bài trực tuyến. Chính vì vậy, hôm nay thầy Hùng xin được hướng dẫn các thầy cô giáo cách ghi sổ đầu bài trực tuyến. Đầu tiên, các thầy cô giáo mở cái trình duyệt web lên và các thầy cô giáo gõ địa chỉ giáo dục điện tử v2.hanoi.gov.vn. Ở đây có hai ô, một là tên đăng nhập, hai ô mật khẩu. Tên đăng nhập thì các thầy cô giáo sẽ lấy tên đăng nhập và mật khẩu ở chỗ bên quản trị hệ thống sổ điểm điện tử của nhà trường. Các nhà trường sẽ cung cấp cho các thầy cô giáo. Thường thì các nhà trường đã chuyển từ hệ thống sổ điểm điện tử phần ESAM ở các năm học trước sang, nên các thầy cô có thể nhập vào. Chúng ta sẽ đăng nhập. Sau khi nhập xong tên đăng nhập, nhập email và mật khẩu, các thầy cô chọn vào nút đăng nhập. Đây là giao diện của sổ đầu bài điện tử ở trên hệ thống giáo dục điện tử Hà Nội. Tên trường học, cái sổ đầu bài. Các thầy cô thấy ở đây có lớp của mình dạy. Theo thời khóa biểu nhà trường thì quản trị hệ thống đã cập nhật vào. Các thầy cô nhập sổ đầu bài điện tử vào lớp nào, các thầy cô tích chọn vào lớp đó. Sau đây, tháng 9, ở trên các ngày trong tháng ở đây thì ngày mà có màu đỏ tức là ngày hôm nay, ngày chúng ta các thầy cô chọn nhập vào buổi sáng hay buổi chiều, các thầy cô sẽ chọn vào. Đầu tiên là các thầy cô sẽ nhập đúng cái môn học theo tiết thời khóa biểu của mình vào. Ví dụ là lựa chọn môn dạy của mình, tìm đến đúng môn dạy, chọn vào tiết dạy. Các thầy cô đánh số tiết dạy theo phân phối chương trình của mình. Tiếp theo là cột học sinh nghỉ tiết, các thầy cô sẽ lựa chọn nếu có học sinh nghỉ tiết học đó thì lựa chọn, còn nếu không thì bỏ trống. Nếu có học sinh nghỉ phép thì các thầy cô tích chọn vào xem là học sinh nghỉ có phép hay không, ở phía trên có phép. Cái sĩ số sẽ báo tổng sĩ số và số học sinh vắng, hệ thống tự cập nhật theo cái danh sách học sinh các thầy cô đã xác nhận vào. Tiếp theo ở cột nội dung tiết học, các thầy cô đánh nội dung tên bài dạy của mình vào. Ở cột nhận xét, các thầy cô ghi nhận xét về tiết dạy buổi đó. Ví dụ các thầy cô ghi lớp học tích cực, sôi nổi. Sang phần xếp loại thì các thầy cô có các cột xếp loại về học tập tối đa 4 điểm, về kỷ luật tối đa 3 điểm, vệ sinh tối đa 2 điểm, chuyên cần tối đa 1 điểm. Đó, cộng này, hệ thống sẽ tự động tính, các thầy cô cho điểm.
xếp loại các thầy cô xếp theo các mức độ. Các thầy cô kéo sang, di chuyển thanh ngang sang, ghi tên giáo viên của mình vào, tìm đến đúng tên. Sau khi nhập xong, các thầy cô sẽ chọn lưu lại. Đó, như vậy cập nhật sổ đầu bài điện tử thành công. Sau khi nhập xong lớp, các thầy cô chọn nhập lớp khác, các thầy sẽ chọn vào lớp khác để mình nhập. Và đây có trường hợp xảy ra là các thầy cô quên nhập thời khóa biểu của hôm trước, vì hôm nay là ngày 11. Có chọn lớp mình quên để các thầy cô nhập sổ liên lạc điện tử, sổ sổ đầu bài điện tử vào. Và nhập cách nhập tương tự như vậy. Nhập xong chúng ta sẽ lưu lại. Như vậy là trên đây thầy Hùng đã hướng dẫn các thầy cô cách nhập sổ đầu bài điện tử trên hệ thống giáo dục điện tử của thành phố Hà Nội. Hy vọng rằng với video này các thầy cô sẽ không gặp khó khăn trong việc cập nhật sổ đầu bài điện tử trên hệ thống giáo dục trực tuyến. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô những video lần sau.